Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Sáng nay mở mắt ra thì chúng ta đã đón nhận một cái ứng dụng mạng xã hội mới rất là hot và bây giờ đang rầm rộ trên mạng xã hội Facebook. Một mạng xã hội mới đang rầm rộ trên một mạng xã hội cũ. Đây chính là Gapo, và không thể nào mà phủ nhận được bởi vì là hiện tại thì ứng dụng Gapo này đang đứng top 12 những ứng dụng được tải nhiều nhất trên cái CH Play. Đây, rất là rõ, được xếp hạng 12 cộng. Khi mà mình đã tải về rồi thì mình sẽ mở nó ra, thì các bạn sẽ thấy rằng là mặc dù mình vẫn chưa có tài khoản gì hết, nhưng khi mà mình mở ứng dụng này lên, nó đã mặc định cho những người bạn lạ vào đây để như, giống như kiểu là kích cầu cho chúng ta tạo tài khoản mới và kết bạn với những người này. Những người sử dụng mạng Gapo khá là sớm, bởi vì là đôi khi thì bạn của các bạn vẫn chưa sử dụng cái mạng xã hội này mà các bạn đã dùng rồi, thì tất nhiên khi các bạn đăng nhập vào cái mạng xã hội mới thì chúng ta sẽ không có bạn bè, không có ai để tương tác hết. Nên là đây có lẽ là lý do khiến cho Gapo sẽ giới thiệu những bạn lạ ở phương xa và những người bạn đang sử dụng Gapo đến cho các bạn. Cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ đấy là về cái giao diện của cái mạng xã hội Gapo này đi. Thì các bạn sẽ thấy rằng giao diện của cái mạng xã hội Gapo này nó rất giống với cái giao diện của mạng xã hội Facebook mà chúng ta đã từng thấy. Hiện tại thì mình đang sử dụng Facebook nhưng với một cái giao diện khác, giao diện mới, nên là nó sẽ không còn những cái thứ ở bên dưới đây. Hoặc là có thể là cái phiên bản của mình nó sẽ khác mọi người một tí. Mình không nhớ là bây giờ cái Facebook thì cái phiên bản chính xác của nó là đặt những cái thanh công cụ ở bên dưới hay bên trên, nhưng của mình thì nó bên trên, còn cái này thì nó ở bên dưới. Nói chung là nó sẽ hơi có sự ngược nhau một tí, nhưng tổng quan lại thì cái giao diện này nó đều hào hào giống nhau, đặc biệt là cái phần đăng bài posting như thế này, nó rất giống với cái giao diện cũ mà trước đây các bạn đã thấy trên Facebook. Tất nhiên thì do mình chưa tạo tài khoản nên là hiện tại vẫn chưa thể nào mà đăng bài được. Cái thứ hai đấy là các bạn cũng sẽ có một số tab, ví dụ như là thông báo này, chúng ta có trang cá nhân, chúng ta có tin nhắn, video thì nó hiện tại đang báo lỗi. Đây xem được rồi. Riêng với tab video này thì nó sẽ khác với tab video của Facebook, bởi vì nó là một mạng xã hội khác, nhưng mà cái giao diện của nó thì các bạn nhìn nó lại giống với cái giao diện của TikTok. Tất cả những biểu tượng để chúng ta like hay là comment hay là để làm gì đó, chia sẻ các thứ thì nó giống tương tự như cái TikTok mà thôi. Thì đây, đây có lẽ sẽ là một cái mạng xã hội, một cái trang video mà nếu như các bạn không thích TikTok, các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Bây giờ thì mình sẽ tạo thử một cái tài khoản vào đây để xem là cách thức hoạt động của nó như thế nào, cũng như là trang cá nhân các thứ nó có giống với Facebook hay không nhá. Sau khi các bạn tạo được tài khoản và đăng nhập vào thì nó sẽ cho các bạn chọn một số những cái mục mà quan tâm, ví dụ như là sở thích liên quan tình yêu, thú cưng, tin tức. Thì đây, tin tức hot girl, game, và cũng như là chúng ta sẽ chọn thuần funny, thú cưng. Ok, nghệ sĩ Việt Nam. Tiếp tục thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn giới tính, thì các bạn sẽ, ví dụ các bạn là nam thì các bạn sẽ chọn nữ, các bạn là nữ sẽ chọn nam, ngày sinh thì chúng ta sẽ đặt cái ngày sinh của các bạn đi. Khá là buồn cười khi mà mình lựa chọn giới tính và cũng như đặt ngày tháng năm sinh của mình vào Gapo thì báo có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại. Thôi, có lẽ là mình bỏ qua cái phần này, mình sẽ thiết lập sau. Sau khi mà mình đã hoàn thành tất cả các bước đăng ký, đăng nhập các thứ thì ở đây chúng ta đã có trang cá nhân khá giống với giao diện trang cá nhân cũ của Facebook. Chứ trang cá nhân mới thì avatar đã được đặt ra giữa rồi chứ nó không còn nằm như thế này. Nhưng cá nhân mình thấy mình thích cái avatar của mình được nằm nhỏ gọn ở bên đây hơn, vì khi đó thì cái ảnh bìa này nó sẽ không bị che khuất quá nhiều giống như trên cái mạng xã hội Facebook hiện tại. Thì đấy là cái điểm mà mình đánh giá ở cái phần giao diện của Gapo là mình thích hơn. Quay lại trang chủ đi thì chúng ta sẽ có ở đây bạn đang nghĩ gì, thì bên dưới cũng sẽ có một số tùy chọn, ví dụ như chọn ảnh này, chụp ảnh, quay video hay là chọn video. Thì mình sẽ chọn thử ảnh một tí, mặc dù là trong đây của mình cũng không có ảnh gì hay cho lắm, anh em ăn ốc đồ vỏ. Như vậy là mình đã đăng thành công một cái status và ở trang cá nhân của mình thì nó vẫn không load ra, khá là buồn cười ở cái điều này. Có lẽ thì đây vẫn sẽ là một số những cái lỗi mà liên quan đến mạng xã hội mới nó vẫn chưa thể khắc phục được. Ví dụ như anh Tony Phùng thì gặp một cái lỗi liên quan đến lỗi kết bạn khá là hay. Và bên đây thì tin nhắn, tuy rằng là có một thông báo đỏ chót ở đây nhưng mà mình mở ra thì không có gì. Tab video này thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Mình sẽ xem sơ qua một chút về cái dung lượng của cái mạng xã hội Gapo này nó có nặng hay không, nó có tương đương với những cái mạng xã hội hiện nay ví dụ như là Facebook hay không. Thì với cái phần ứng dụng này, thông tin ứng dụng thì nó sẽ chỉ chiếm là 127 MB, tức là hiện tại nó đang nhẹ hơn cái ứng dụng Facebook rất nhiều. Nhưng mà nếu như trong một số bản kiểm soát tới thì chắc chắn là ứng dụng này nó sẽ nặng dần lên, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không bị quá nặng giống như ứng dụng Facebook, và cũng như là nó sẽ không ăn nhiều pin như cái ứng dụng Facebook. Nói chung Gapo là một cái mạng xã hội của Việt Nam đang rất hot ở thời điểm hiện tại và được chia sẻ tràn lan ở trên Facebook, và trong video này thì mình đã giới thiệu cho bạn nó có những gì và nó sẽ làm được những gì rồi.
ở đây thì đã có góc thư giãn các thứ ở trên đây hết rồi này. Sắp tới thì kiểu gì cũng có các bếp kiểu Việt Nam Sexy Bay hay là các thứ trên đây. Và tất nhiên với những bạn kiểu bán hàng online thì nên nhanh chóng cập nhật cái ứng dụng này để có thể là bán trong thời gian sắp tới, đỡ bị ngốn quá nhiều tiền quảng cáo như Facebook hiện tại. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.